về. Đó là bệnh viện ông Vũ. Hiện nay con học lớp 6 trường Leo Quý Đô. Ở trong lớp của con là xin đá banh. Vì ba con nói hồi nhỏ ba con đá banh rất siêu thường là và đội tuyển để đi đá bóng của trường. Sở thích của mẹ con là đi ăn. Vì mẹ con nói nếu như chúng ta bài của con.